Những ai cần sử dụng đông trùng hạ thảo và sử dụng như thế nào? Đông trùng hạ thảo Zindo xin giải đáp những đối tượng sau nên sử dụng đông trùng hạ thảo. Người có nhu cầu bồi bổ cơ thể, cải thiện sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa bệnh tật. Người muốn hỗ trợ ngăn ngừa bệnh ung thư, các bệnh liên quan đến thận, tiền liệt tuyến, phổi, tim, huyết áp. Người bị mất ngủ thường xuyên, ngủ không an giấc. Người có nhu cầu làm đẹp da, chống lão hóa, giảm thâm nám. Bệnh nhân ung thư sau phẫu thuật, hóa trị, xạ trị nên dùng với liều lượng gấp 2 người bình thường. Đông trùng hạ thảo có thể dùng ngâm rượu, ngâm mật ong, nấu cháo, hâm gà hoặc hãm như hãm trà uống hàng ngày. Hãy sử dụng đều đặn mỗi ngày để đạt hiệu quả nhanh nhất bạn nhé. Lưu ý hạn chế sử dụng cho trẻ nhỏ dưới 5 tuổi. Mọi thông tin xin liên hệ số điện thoại hotline 052-371-9999 để được tư vấn miễn phí 24 trên 24.